Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập trong vở bài tập toán lớp 3, bài 133 nhé. Yêu cầu số 1, điền tiếp các cái số vào cái phần còn thiếu ở đây. Ta có 65.000 đến 66.000. Như vậy số sau sẽ hơn số trước 1.000, đúng không ạ? 66.000 các em cộng thêm 1.000 nữa bằng 67.000 này. Rồi đến 68.000 này, 68 cộng thêm 1.000 nữa bằng 69.000 này, 69 cộng thêm 1.000 bằng 70.000 này, 70.000 cộng thêm 1.000 nữa bằng 71.000. Như vậy ở cái hàng thứ nhất này, số liền sau thì các em sẽ hơn số liền trước 1.000. Lấy số liền trước cộng thêm 1.000 thì sẽ ra được cái số liền sau. Sang ý B, 85.700 rồi đến 85.800. Như vậy số liền sau hơn số liền trước 100. Lấy số liền trước kem cộng thêm 100 thì sẽ ra số liền sau. Như vậy 85.800 kem cộng thêm 100 nữa thì bằng 85.900. 85.900 cộng thêm 100 thì bằng 86.000. 86.000 cộng thêm 100 thì bằng 86.100. 86.100 cộng thêm 100 nữa thì bằng 86.200. Và 86.200 cộng thêm 100 thì bằng 86.300. Đấy, lấy số trước cộng thêm 100 thì sẽ ra được số liền sau. Câu C, 23.450, 23.460. Như vậy số sau hơn số trước là 10. Lấy 23.460 kem cộng thêm 10 thì bằng 23.470. Cái này cộng thêm 10 thì bằng 23.480. 23.480. Tiếp theo đến 23.490. Đấy, kem lấy số 23.490 cộng thêm 10 nữa thì bằng 23.500. 23.500 cộng thêm 10 thì bằng 23.510. Này, 23.480, 23.490, 23.500 và 23.510. 23.458, 23.459. Như vậy số sau sẽ bằng số trước cộng thêm 1 đơn vị. Lấy số này cộng thêm 1 đơn vị thì bằng 23.460 này. Cộng thêm 1 đơn vị nữa thì bằng 23.461 này. Cộng thêm 1 đơn vị nữa thì bằng 23.462 này. Cộng thêm 1 đơn vị nữa thì bằng 23.463 này. Tiếp theo sang số cuối cùng thì em lấy 23.463, em cộng thêm 1 đơn vị là 23.464. 23.464. Chuyển sang bài tập số 2. Cái quy luật của câu D này là số liền sau sẽ bằng số liền trước cộng thêm 1 đơn vị nhé. Bài số 2 là bài so sánh. Ý đầu tiên, kem so sánh 4.658 với 4.668 đều là số có 4 chữ số. Kem sẽ so sánh các cái chữ số và lần lượt từ trái sang phải. Ta có chữ số đầu tiên, số 4 giống nhau này, bằng nhau này. Tiếp tục đến chữ số thứ hai, chữ số 6 bằng nhau. Tiếp tục chữ số 3, bên này là 5, bên này là 6. 5 bé hơn 6. Như vậy, kem sẽ có 4.658 sẽ bé hơn 4.668.
72.518 với 72.189. Đây đều là số có 5 chữ số. Các em hãy so sánh các số lần lượt từ trái sang phải. 7 với 7 bằng nhau, 2 với 2 bằng nhau. Chữ số 5 với chữ số 1 thì 5 lớn hơn 1. Như vậy 72.518 sẽ lớn hơn 72.189. Sáu mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi mốt và 79.163. Đây là số có 5 chữ số, đúng không ạ? Đều là số 5 chữ số. Các em so sánh các số theo thứ tự từ trái sang phải. Đầu tiên chữ số 6, hàng chục nghìn, đây là chữ số 6, bên này chữ số 7. Như vậy 6 thì sẽ bé hơn 7 luôn. Kết quả 63.791 sẽ bé hơn 79.163. 49.999 và bên này là 5.000. Các em nhìn thấy đây, bên này là số có 5 chữ số, bên này là số có 4 chữ số. Vậy số có 5 chữ số thì sẽ lớn hơn số có 4 chữ số. Như vậy 49.999 sẽ lớn hơn 5.000. Tiếp theo 24.002 và bên này là 2.400 cộng với 2. 2.400 cộng với 2 thì nó sẽ bằng 2.402. 2.402 mà bên này là 24.002. Như vậy bên này sẽ là số có 5 chữ số này. Cái này các em tính ra là bằng 2.402, đúng không ạ? 2.402 thì nó sẽ là số có 4 chữ số. Bên này là số có 5 chữ số thì số có 5 chữ số nó sẽ lớn hơn số có 4 chữ số. Đây. Cái này các em sẽ tính ra thì 2.400 cộng với 2 thì 2.000 nó sẽ bằng là 2.402. Được chưa? Còn bên này là 24.002. Vậy cái vế bên này chúng ta tính ra là số có 4 chữ số, số có 5 chữ số. Số có 5 chữ số thì sẽ lớn hơn số có 4 chữ số thôi. Tiếp theo 6.532. Còn bên này là 6.500 cộng với 30. Vậy 6.500 cộng với 30 thì nó bằng 6.530. Đây đều là các số có 4 chữ số. Các em so sánh các số lần lượt từ trái sang phải. 2 chữ số 6 giống nhau này, 2 chữ số 5 giống nhau này, 2 chữ số 3 giống nhau này. Đây số 2 lớn hơn chữ số 0. Như vậy 6.532 sẽ lớn hơn 6.530. Các em điền dấu lớn hơn vào. 9.300 trừ đi 300 và 8.000 cộng với 1.000. Các em thực hiện phép tính ra. Ta có 9.300 trừ đi 300 thì bên này bằng 9.000. 8.000 cộng với 1.000 cũng bằng 9.000. Hai bên đều bằng 9.000. Các em điền dấu bằng. Bên này là 8.600. Bên này là 8.000 cộng với 600. 8.000 cộng với 600 thì đúng bằng 8.600. Các em điền dấu bằng vào. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 3. Bạn nào chưa xong hai bài tập trên thì em dừng lại làm cho xong đã. Tính nhẩm này, 7.000 cộng với 200 thì bằng 7.200. Đây là 60.000 cộng với 30.000. 60.000 cộng 30.000 thì kết quả sẽ bằng 90.000. 8.000 trừ đi 3.000 thì bằng 5.000. 90.000 cộng với 5.000 bằng 95.000. Rồi, 4.000 nhân với 2 thì bằng 8.000. 1.000 cộng với 300 nhân 2. Như vậy ở đây các em chú ý đây, có phép cộng và phép nhân. Các em thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau. Bạn nào mà thực hiện cộng trước ở đây là sai nhá. Đấy, thực hiện phép nhân trước này. Các em lấy 3.000 nhân với 2 thì bằng 6.000 này. 3.000 nhân 2 bằng 6.000 này.
Lấy 6.000 cộng với 1.000 thì sẽ bằng 7.000. 7.000. Cô nói lại, có phép nhân và phép cộng, kem thực hiện nhân trước. 3.000 nhân 2 bằng 6.000. 6.000 cộng 1.000 bằng 7.000. Tiếp theo, 1.000 cộng 3.000 trong ngoặc nhân 2. Có ngoặc, kem nhớ thực hiện trong ngoặc trước. 1.000 cộng 3.000 bằng 4.000 nhá. Có phép cộng và phép nhân, tuy nhiên phép cộng nằm trong ngoặc thì kem thực hiện trong ngoặc trước. 1.000 cộng 3.000 bằng 4.000. 4.000 nhân 2 bằng 8.000. Tiếp theo, 9.000 chia 3 cộng với 2.000. Có phép chia và phép cộng, kem thực hiện phép chia trước. 9.000 chia cho 3 thì bằng 3.000. 3.000 cộng với 200 thì bằng 3.200. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 4. Số lớn nhất có 4 chữ số là. Người ta bảo số lớn nhất chứ không phải là có 4 chữ số, chứ không yêu cầu phải khác nhau. Như vậy số lớn nhất có 4 chữ số ở đây sẽ là 9.999. 9.999. Số bé nhất có 4 chữ số là số 1.000. Số lớn nhất có 5 chữ số là 99.999. 99.999. Số bé nhất có 5 chữ số chính là số 10.000. 10.000. Như vậy là chúng ta đã đi xong được 4 bài tập đầu tiên. Đến đây bạn nào chưa xong có thể dừng video lại làm cho xong 4 bài này đã. Cô chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 5. Bài tập số 5 là bài đặt tính đổi tính. Ý thứ nhất, 8.473 trừ đi 3.240. Kem thực hiện từ phải sang trái, ta trừ hàng đơn vị trước. 3 trừ đi 0 thì bằng 3. 7 trừ đi 4 bằng 3. 4 trừ đi 2 bằng 2. Và 8 trừ đi 3 bằng 5. Đấy, hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột hàng chục, trăm thẳng cột nhân trăm và nghìn thẳng cột hàng nghìn. Kết quả bằng 5.233. Tiếp theo, 2.078 cộng với 4.920. Chúng ta cũng cộng theo thứ tự từ phải sang trái. 8 cộng 0 bằng 8. 7 cộng 2 bằng 9. 0 cộng 9 bằng 9. Và 2 cộng 4 bằng 6. Kết quả 6.998. Tiếp theo nữa, 6.842. Kem chia cho 2. Chia theo thứ tự từ phải, từ trái sang phải. 6 chia cho 2 thì bằng 3. 3 x 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0, hạ 8 xuống. 8 chia 2 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0. Hạ tiếp 4 xuống. 4 chia cho 2 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0, hạ tiếp chữ số 2 xuống. 2 chia 2 bằng 1. 1 x 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0. Như vậy kết quả của ta sẽ bằng 3.421. Cuối cùng, 2.031 kem nhân 3. Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Kem nhân theo thứ tự từ phải sang. 3 x 1 bằng 3. 3 x 3 bằng 9, 3 x 0 bằng 0 và 3 x 2 bằng 6.
Kết quả 6093. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong các bài tập của bài 133 trong vừa bài tập toán lớp 3. Để ủng hộ cho cô thì quý phụ huynh cũng như các em học sinh, chúng ta hãy chia sẻ video, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để tiếp tục theo dõi các video mới nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video này nào. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.